Cùng với các địa phương khác, hiện nay quận Thanh Khê đang tập trung cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh các lứa tuổi trên địa bàn. Nỗ lực để nâng độ bao phủ vaccine ở mức cao nhất là mục tiêu đặt ra để thích ứng an toàn khi bước vào năm học mới. Theo chỉ đạo của thành phố, từ khoảng giữa tháng 8, quận Thanh Khê đã phát động đợt cao điểm tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 cũng như lợi ích của việc tiêm vaccine được đẩy mạnh với nhiều hình thức khác nhau. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng vai trò của nhà trường và các thầy cô giáo đã được phát huy để cùng hệ thống chính trị rà soát danh sách, vận động gia đình đưa trẻ đi tiêm chủng. Số lượng học sinh mà tiêm mũi 3 hiện nay là số học sinh của trường là 1.375 em, thì đã tiêm là khoảng 50%. Thì ngày nay là nhà trường là tiếp tục là tuyên truyền động viên cho các em được đi tiêm để mà đảm bảo an toàn sức khỏe để chuẩn bị cho bước vào năm học mới. Sau khi mà các trường nắm giao cho cái giáo viên chủ nhiệm nắm từng cái đối tượng học sinh trong lớp, các bạn nào tiêm và các bạn nào chưa tiêm, thì tiến hành thông tin vận động đối với lại phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó thì nhà trường gửi cái danh sách nó về, phường chuyển cái danh sách nó về cho các chi hội khu dân cư cùng với lại các đồng chí ở tổ trưởng tổ dân phố, hai đồng chí tổ trưởng tổ dân phố và đồng chí chi hội trưởng khu dân cư là đi từng nhà để vận động cũng như gửi cái giấy mời. Ngoài điểm tiêm tại cơ sở y tế, thì quận Thanh Khê cũng đã thành lập các điểm tiêm tại một số trường học để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đưa con em đi tiêm chủng. Đến nay, quận Thanh Khê đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho trẻ mà thành phố đề ra. Cụ thể, đối với nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi thì đã có hơn 72% tiêm mũi 1 và 25,4% tiêm đủ 2 mũi. Với nhóm từ 12 cho đến dưới 18 tuổi thì đã có hơn 41% tiêm mũi nhắc lại. Covid-19 này thì nó ảnh hưởng cho toàn dân, toàn cộng đồng này quá ảnh hưởng nặng nề. Như theo mình, ví dụ như mà về việc tiêm ngừa Covid-19 này rất thuận lợi trong công việc đi học cho mấy đứa nhỏ. Năm học mới đã đến gần, trong khi đó cái biến thể phụ của chủng Omicron đã xuất hiện, lây lan nhanh tại nhiều địa phương, đã khiến số ca mắc mới Covid-19 liên tục tăng cao những ngày gần đây. Trong đó, số ca mắc Covid-19 là trẻ em cũng gia tăng. Trong bối cảnh hiện nay, việc bao phủ rộng vaccine phòng COVID-19, nhất là cho trẻ em, là rất cần thiết để các em được đến trường an toàn.